Tôi nghĩ rằng mình làm hiệu trưởng để mang lại cái sự thay đổi cùng với mọi người, tạo sự thay đổi. Nhờ học bổng ADS mà mình đạt được tất cả những cái như mình đã mong muốn. Được học ở nước ngoài về lĩnh vực y khoa, các nước mà châu Âu với lại các cái nước mà nói tiếng Anh á, thì là cái ước mơ của tôi từ khi mà mới bước chân vào ngành y khoa. Mình đã có được những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời về con người, về đất nước Australia. Những cái trải nghiệm về cuộc sống, về cả những cái tình yêu với quê hương đất nước khi mình ở xa quê hương. Quỹ học bổng ADS đã giúp mình, đã đưa mình từ con sông ra biển lớn. Họ chỉ là 5 trong số khoảng 4.000 sinh viên Việt Nam đã có cơ hội sinh sống và học tập tại Australia với sự hỗ trợ của chương trình học bổng phát triển của chính phủ Australia ADS. Họ rất là khác nhau về hoàn cảnh, về ngành nghề cũng như là về học vấn, nhưng tất cả đều có cùng chung một quyết tâm phấn đấu vì một Việt Nam phát triển hơn và vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tất cả những mong muốn đó của họ đã được hiện thực hóa với sự hỗ trợ của chương trình học bổng phát triển của chính phủ Australia, một chương trình học bổng có bề dày lịch sử, luôn luôn song hành với sự phát triển đi lên của Việt Nam và sự phát triển của mối quan hệ hợp tác tốt đẹp Việt Nam-Australia. Cao Dinh Hung, one of the most notable ADS awardees, has been recognized as one among 2,000 most outstanding scientists of the 21st century by the International Who Is Who Historical Society. He created a breakthrough in the science of propagating tropical hardwood trees. This will have a big impact on the world's forestry. Since being a university student and later a researcher at the Highland Institute of Biology, Hung has always devoted his time to Vietnam's forestry industry. He has an ongoing dream of being able to acquire new technology and knowledge to solve current difficulties in the domestic industry and enhance the effectiveness of reforestation. In 2004, with his ambition and passion for science, Hung went to Australia for his postgraduate study under the ADS sponsorship. Hung chose ADS as a step forward in realizing his dream. On the other hand, the ADS program also awarded him with the scholarship because supporting rural development was one of the program's criteria. ADS supports students to fully develop their professional skills and gain practical experience so that they can contribute to the country's development for the happiness and prosperity of Vietnam. Mình xin học bổng là với cái mục đích duy nhất, đó là về để mà phục vụ cho đất nước, giúp cho đất nước mình phát triển. Tại vì cái ngành lâm nghiệp của mình thì so với một số nước phát triển bên này thì chắc chắn là không bằng. Chính vì vậy mình khi mình sang bên này mình học những công nghệ mới của họ, những cái hay của họ, cũng như là trang bị thêm một phần kiến thức cho mình. After 3 years working hard day and night in the lab with the full support of leading Australian professors, the Vietnamese student succeeded in the micropropagation of eucalyptus, a tropical hardwood tree. With this breakthrough, artificial seeds can now be propagated directly in nurseries instead of being processed in the lab as previously, and enough seed to plant a forest can now be stored in just one small box. Cái cây của mình á, cái mầm giống của mình là cây lai. Đấy. Cây lai này nó sẽ kết hợp giữa những cái cây bổ và mè mà được chọn lọc. Những cái hạt này khi đưa về Việt Nam mình thì trồng ở những cái vùng đất thấp, vùng thấp thì rất là phù hợp và có tiềm năng, thì như chẳng hạn như chậm sợi mòn, cung cấp gỗ, cung cấp tinh dầu. Đấy. Thì làm sao để trồng được như ở bên này, nếu dùng các công nghệ truyền thống, kể cả công nghệ nuôi cây mô, thì đưa ra ngoài rừng rất khó. Tạo ra công nghệ ở trong phòng thí nghiệm thì rất là nhiều, thế nhưng mà đưa ra ngoài đất là không được, có nghĩa là công nghệ không ứng dụng được vào thực tiễn. Công nghệ của mình thì ứng dụng được vào thực tiễn, thì khác nhau căn bản là ở chỗ đó. More importantly, the innovative method can also be applied to other tropical hardwood trees for the sake of afforestation in Vietnam and other countries. The research outcome is particularly significant in the context of severe deforestation, causing negative climate change effects on the environment and people's quality of life. After completing the doctoral program in Australia, Hung returned to work at the Highland Institute of Biology.
His plan is to apply the breakthrough to Vietnam's forestation as well as to teach at universities. At the same time, his breakthrough will also continue to be developed and deployed in Australia by his supervisor, Associate Professor Stephen Truman. Mr. Truman never hesitates to show his admiration for his excellent student from Vietnam. Absolutely exhilarated to find out what he'd achieved. We had a plan at the beginning, so I had some of my ideas, and then he came to me with his ideas, put them together. At first I thought, well, this is a completely new direction that we haven't worked on before, but it worked spectacularly well. And so I was absolutely thrilled when I saw the results that we had, and particularly to know how useful it would be in getting trees from the laboratory out into plantations. Most students here would take 4 to 5 years to finish their doctoral degree. Hung has come here and finished everything in 3 years, incredibly fast. Most people would write probably 3 or 4 papers in that time about their research results, but Hung has managed to write 7, which is incredibly productive. We've been really happy with what he's done. Cao Ding Hung's efforts and determination will be proven over time, as has been the case of other ADS alumnus. Professor Nguyen Hoa, Rector of the University of Languages and International Studies at the Vietnam National University, Hanoi. For Dr. Hoa, every working plan and decision is a harmonious combination of intelligence, devotion, knowledge and experience that he acquired in Australia. The so-called Fast Track Model, an English language training program he designed, is one of his remarkable contributions. In the Fast Track Model, students can contribute and select suitable curriculum. The main teaching methods are group discussion and presentations, much different from the traditional method where teachers talk and students listen and take notes. Trong cái thời gian học ở đấy thì tôi cũng thấy nhận thấy rằng tức là những có những sự thay đổi là khi mình bắt đầu một chương trình gì chăng nữa thì mình đã đặt một cái mục tiêu rất là cụ thể. Và cái mục tiêu của mình là phải đặt trong một cái bối cảnh để nó có mang tính chất tức là thực tế có thực hiện được. Và đây cũng là một sự thay đổi của trong cái cách tiếp cận. Nhiều người đi học nước ngoài về thì họ cũng cứ hay mang những cái mô hình đó ở bên nước ngoài về và nhiều khi lại không thành công bởi vì không có cách tiếp cận đúng. For many years, Dr. Nguyen Hoa and his friend, Mr. Nguyen Xuan Vang, have been the pioneers in university language training in Vietnam. Mr. Vang, who is now Director of Vietnam International Education and Development, Ministry of Education and Training, is also an ADS alumnus. Sau khi tôi làm hiệu trưởng trong trường, thì Bộ Giáo dục cử làm cục trưởng cục đào tạo về nước ngoài. Thì với cương vị của mình, thì tôi chịu trách nhiệm giúp cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo tuyển chọn và cử những sinh viên, giáo viên xuất sắc của Việt Nam sang học tập nước ngoài. In the 1990s, Mr. Vang established the very first English language training center in Hanoi. At that time, the center received special support, including training equipment, from the then Australian ambassador to Vietnam, Mr. Graham Aliband. After his term as ambassador, Mr. Aliband continued to live and work in Vietnam. He is now the team leader of the Australian Development Scholarships Program in Vietnam. There have been a large number of Vietnamese English language teachers who have received scholarships and studied in Australia and are now teaching English in universities across Vietnam. According to the former ambassador, Dr. Hoa is one of the most notable alumni among such students. Ông Hoa đã nhận học bổng 2 lần để học tiếng Anh ở bên Úc. Có thể nói là ông Hoa là một người đi đầu trong cải cách chương trình dạy tiếng Anh ở cấp đại học. Tôi đã làm việc nhiều thời gian ở Việt Nam, có thể hiểu biết được một ít về văn hóa, con người và lịch sử Việt Nam. Nếu tôi có thể đóng góp một phần nhỏ đối với sự phát triển của Việt Nam, tôi rất là mừng. As the head of the university, Dr. Hoa always supports young lecturers to study in Australia under the ADS program. In his opinion, it is their opportunity to gain new knowledge and skills. After returning, they will form an ADS alumni group, one that includes talented and dynamic people who will be devoted to the university's development.
At the present time, in the Ministry of Planning and Investment, as well as other central agencies, there are such ADS alumni groups. These ADS alumni hold important positions and play crucial roles in the country's development. One of the most notable alumni among them is Vice Minister Dang Hui Dong. He said competent officials will make right decisions and policies, while incapable officials create ones which fail. This results in a waste of money and time and is a backward step on the path of development. Thus, he highly appreciates the policy in which ADS has a priority category for government officials. Quan chức chính phủ nếu như mà không có năng lực và có kiến thức, hiểu biết tiên tiến thì không thể nào đưa ra được những chính sách phát triển mà nó đúng đắn và nó phù hợp với tình hình của đất nước. Vậy cho nên là tất cả những cái kiến thức mà đã được dành cho các cái cán bộ công chức của chính phủ Việt Nam thì về đây là họ ra được những chính sách, những cái giải pháp, những cái mô hình quản lý mà nó mang lại cái hiệu quả cao cho phát triển kinh tế và xã hội của đất nước. Một cái chính sách mà đi đúng ấy, thì làm lợi cho hàng triệu người, làm lợi cho đất nước và phát triển bền vững cho hàng chục, hàng trăm năm về sau. The most remarkable point that can be found in every ADS student is their ongoing effort. The students clearly understand that they have to work hard to effectively obtain precious experience and knowledge. With Dr. Cao Ding Hung, his ongoing effort is demonstrated by his working day and night in the laboratory with his Australian professors. For Dr. Lam Ming Yen, Vice Director of the Hospital for Tropical Diseases in Ho Chi Minh City, her ongoing effort is shown by her careful preparations and serious attitude towards her studies. Being granted a scholarship to study in Australia, a country with advanced medical studies, Ms. Lam Ming Yen understood that she had to do her best. Cái lĩnh vực của tôi là săn sóc đặc biệt và hồi sức cấp cứu đó, thì mình cũng biết được là những cái hạn chế của mình ở lĩnh vực đó, ở trong điều kiện của bệnh viện hiện tại là nó có những cái hạn chế như thế nào. Thành ra mình đã đặt được những cái mục tiêu mà trước để mình khi mà mình sang bên đó đó, mình có cơ hội để mình tiếp cận, thì như vậy thì nó sẽ nhanh hơn. Tôi cố gắng là theo đuổi tất cả những giáo sư, bác sĩ ở đó mỗi ngày luôn. Tức là mỗi ngày là làm việc ở trong bệnh viện là từ 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối. Nghĩa là và thứ bảy chủ nhật là cũng ở trong bệnh viện luôn để mà có thể theo các cái giáo sư và mình học được. After her return to Vietnam, Yen has effectively applied the valuable experience and knowledge she gained in Australia. She also proposed to the hospital's board of directors to hold intensive training classes, in which she directly gave lectures so as to impart her knowledge and experiences to her colleagues. In various departments of the hospital, the mortality rate has significantly decreased. It's a worthy reward for all the efforts of a dedicated doctor. Cho tới năm 2005 thì coi như là khoảng 50 đến 60% những cái kỹ thuật mà tôi học được ở bên Úc thì về đây là đã được triển khai áp dụng trong bệnh viện. Và một trong những cái kỹ thuật đầu tiên hết mà bệnh viện đó là có thể áp dụng được là cái máy thở. Thì như vậy thành ra cái tỷ lệ mà cứu sống bệnh nhân đó ngay tại cái khoa mà tôi làm việc đó là khoa hồi sức cấp cứu uốn ván đó, thì như vậy là trong vòng 3 năm từ năm 2001 cho tới năm 2003 đó, 2004 là cái tỷ lệ tử vong nó đã hầu như nó đã giảm được tới một nửa. Còn tới bây giờ thì thật ra là chỉ còn khoảng như là so với hồi trước thì nó sẽ khoảng giảm là khoảng tới 4/5 luôn đó. For the scholarship awardees, ADS not only grants them an opportunity to study and gain knowledge, but it also opens a new world of experience, a new life with friends from all over the world. For Kay Saw Ming, a vibrant, energetic young man with many dreams and ambitions, his time in Australia was a great experience. When in Australia, apart from study time, Ming spent most of his spare time participating in the activities of the Melbourne Overseas Vietnamese Student Association. On summer or midterm holidays, Ming travelled across Australia to explore this immense and multicultural country. Through his study and travels, the treasure Ming has obtained was not only knowledge, but also amazing once-in-a-lifetime experiences. Ming also has very special friends, his homestay landlords in Australia. It is hard to name this emotional attachment, but Ming knows well that it is a special feeling
which sets aside all the differences in nationality, age and distance. Những người bạn Australia thân nhất với mình có lẽ là ông bà chủ nhà của mình. Trước đây ông bà cũng là giáo viên và họ đã nghỉ hưu rồi. Thì ông bà có một căn hộ bé bé và dành cho sinh viên Việt Nam thuê. Và điều đặc biệt đó là trong suốt quá trình mà ông bà cho thuê thì toàn là cho sinh viên Việt Nam thuê thôi. Và ông bà rất là quý sinh viên Việt Nam. Ông bà thì thường xuyên đến thăm và động viên, rồi cũng hay mang quà đến, thỉnh thoảng mang bánh trái đến cho tụi mình ở trong đấy. Ông bà thực sự là những người mà rất là thân thiết với mình, và đến ngay bây giờ khi mình đã trở về Việt Nam rồi thì ông bà vẫn thường xuyên email hỏi thăm. Another special ADS awardee is Ma Ziu Ling, a Nhung ethnic minority girl. Her story is a driving force, a determination towards a better life for disadvantaged people, especially women. The story of Ling is also the best evidence of the appropriate policies of the ADS program. Nothing is out of an individual's reach. ADS always gives preference to disadvantaged people. Ling was born in a remote area of Cao Bang province. Her parents passed away when she was only 10 years old. Despite all the enormous difficulties, Ling was determined to continue her study, to liberate herself from farm work, and especially to overcome the prejudice against women from rural areas. With a great determination and effort, Ling gained the scholarship. Ling said that this was a turning point in her life. Với ADS thì từ năm mình apply thì họ có nhiều cái đổi mới trong cái chương trình của họ, tức là ưu tiên nhiều hơn cho những người, cho những cái đối tượng mà bị thiệt thòi, tức là những người vùng sâu vùng xa, những người mà có ít có điều kiện để theo học cao hơn, và những đặc biệt là cũng ưu tiên cho phụ nữ. Mình nghĩ là